Nga phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới sắp được biên chế của Nga vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo trong vòng thử nghiệm cuối cùng. Tác dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 11 cho biết tàu ngầm Generalissimus Suvorov đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo Bulava trong giai đoạn thử nghiệm để chứng nhận cuối cùng. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm tại Biển Trắng, tại khu thử tên lửa Kura ở vùng Kamchatka miền Đông Nga, theo thông báo, hành trình bay của tên lửa đạn đạo là bình thường và dữ liệu quan sát cho thấy các đầu đạn đã được đưa đến khu vực va chạm được chỉ định tại Kura thành công. Tên lửa đạn đạo Bulava được thiết kế để có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Theo trang The Baron Observer, tàu ngầm General Lissimus Sovorov có thể mang theo 16 tên lửa Bulava, mỗi quả mang theo 6 đầu đạn hạt nhân. General Lissimus Sovorov là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ tư của dự án Borea đã được nâng cấp. Tàu được cho là trang bị công nghệ hàng hải, vô tuyến, sonar, các hệ thống khí tài tiên tiến, có tính linh hoạt cao và hoạt động yên lặng. Tổng giám đốc Mikhail Budnichenko của hãng đóng tàu Sevmash trước đó cho biết tàu ngầm này sắp được chuyển giao cho Hải quân Nga gia nhập hạm đội Thái Bình Dương. Vụ phóng tên lửa diễn ra giữa lúc Nga đang duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine và các bên gần đây tranh cãi về ý định sử dụng khí tài hạt nhân của Moscow cũng như cáo buộc Kiev có thể sử dụng bom bẩn. Iran đề nghị cùng Ukraine điều tra nghi vấn cấp UAV cho Nga. Quan chức ngoại giao Iran đề nghị phía Ukraine cùng xem xét các bằng chứng mà Kiev cáo buộc Tehran bán máy bay không người lái UAV cho Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani ngày 3 tháng 11 kêu gọi Kiev tổ chức cuộc họp song phương cấp chuyên gia để xem xét các cáo buộc rằng Tehran đã bán cho Nga các UAV mà Moscow sử dụng để tập kích dồn dập Ukraine trong thời gian qua. Những tuyên bố cảm tính và cáo buộc vô căn cứ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Thay vì đưa ra những lời chỉ trích không bằng chứng chống lại Iran, Ukraine nên phản hồi đề xuất có tính xây dựng của chúng tôi và tổ chức một cuộc họp song phương cấp chuyên gia để xem xét các bằng chứng về nghi vấn UAV xuất xứ Iran đã được sử dụng trong chiến sự ở Ukraine, ông Kanani cho hay. Trong vài tuần qua, Nga đã tăng cường các vụ tập kích mục tiêu quan trọng của Ukraine sử dụng tên lửa và UAV Geran-2. Cả phương Tây và Ukraine đều cáo buộc Geran-2 chính là UAV Shahed-136 cho Iran sản xuất mà Nga đã mua về và sơn lại. Tehran và Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nói trên. Nga tuyên bố họ có khả năng sản xuất UAV và chỉ sử dụng UAV nội địa trong chiến dịch quân sự với Ukraine. Với Geran-2, Nga đã gây ra những tác động mạnh mẽ lên cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của Ukraine trong những ngày qua. Theo giới chức Kiev, nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những ngày qua. giữa tháng trước, Iran khẳng định họ chưa và không bao giờ cấp UAV cho nga để sử dụng trong chiến sự với Ukraine. Chúng tôi cho rằng việc cung cấp khí tài cho các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài cuộc xung đột. Iran qua cuộc xung đột ở Ukraine hay Afghanistan, Syria và Yemen là những sai lầm. Ngoại trưởng Amir Abdullahi nhấn mạnh. Trong cuộc điện đàm riêng với đại diện về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell hôm 14 tháng 10, ông Amir Abdullahian cũng đã nhắc lại lập trường trung lập chính thức của Iran đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi có hợp tác quốc phòng với Nga, nhưng chính sách của chúng tôi liên quan đến xung đột ở Ukraine là không gửi khí tài cho các bên tham chiến, người đứng đầu ngành ngoại giao của Iran nói thêm. Hồi tháng 9, Kiev đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran, với cáo buộc Tehran cung cấp khí tài cho Nga. Nhưng Tehran bác bỏ và cho rằng Kiev đưa ra quyết định dựa trên những thông tin vô căn cứ do các phương tiện truyền thông nước ngoài tuyên truyền. Bình luận về chiến lược sử dụng UAV của Nga, giới chuyên gia quân sự Ukraine nhận định, Moscow đang điều động các khí tài giá rẻ để gây ra thiệt hại lớn cho phía Kiev. Một UAV này có cơ chế hoạt động tương đối đơn giản nếu so sánh với các tên lửa hành trình tinh vi như Caliber, Tuy nhiên nó chỉ có giá 10.000 đến 30.000 đô la Mỹ mỗi chiếc so với mức giá tối thiểu 1 triệu đô la Mỹ của một quả tên lửa hành trình. Chiến lược này được xem là hiệu quả với Nga trong một cuộc chiến được dự đoán sẽ kéo dài và chưa có dấu hiệu khép lại. Trong khi đó, việc Ukraine sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt đỏ hoặc thậm chí tên lửa từ tiêm kích để bắn dụng các UAV giá rẻ được xem là phương án không tối ưu về mặt kinh tế. Chiến sự ngày 253, Nga hạ cờ rút khỏi Kherson Nga đang có các động thái cho thấy lực lượng nước này sẽ rời Kherson, tuy nhiên Ukraine vẫn đang hết sức cảnh giác vì lo ngại đây là một cái bẫy. Tình hình Kherson Theo ông Kirill Tremosov, lãnh đạo Kherson do Nga hậu thuẫn, các lực lượng Nga có khả năng từ bỏ vị trí ở bờ Tây hữu ngạn sông Dnipro. Nhiều khả năng các đơn vị của chúng tôi, những người lính của chúng tôi sẽ đến tả ngạn phía đông sông Dnipro, ông Stremosov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Solovyov Live. Phát biểu này đang gây ra sự hoang mang. Trước đó, Nga đã kiên quyết phủ nhận rằng các lực lượng nước này đang có kế hoạch rút khỏi Kherson, khu vực đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9. Nhiều dấu hiệu khác cũng cho thấy Nga có thể đang rời đi. Quốc kỳ Nga đã được cỡ khỏi tòa nhà chính quyền khu vực Kherson, nằm ở khu vực bờ Tây của thành phố, nơi các lực lượng Ukraine đã đạt được những bước tiến quan trọng cách đây vài tuần. Các nhà chức trách Nga cũng đang có ý định tạm dừng việc sơ tán người dân Kherson sau nhiều ngày liên tục cưỡng chế di rời dân thường trong khu vực. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vẫn thận trọng. Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy phía Nam của Ukraine, nói rằng các cuộc điều động bất thường của Nga ở Kherson có thể là một cái bẫy dựng ra để chờ các lực lượng Ukraine. Nga-Ukraine trao đổi 214 tù binh Theo Reuters, Nga và Ukraine hôm 3 tháng 11 đã trao đổi 214 tù binh, trong đó có nhiều người Ukraine bị thương sau nỗ lực bảo vệ thành phố Mariupol vào tháng 4 và tháng 5, nhưng thất bại. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã thả 107 binh sĩ Nga. Họ sẽ được đưa về Moscow để được hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết. Ông Andrei Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, cũng xác nhận Nga đã thả 107 binh sĩ Ukraine, trong đó có 74 người đã bảo vệ nhà máy thép Azovstan, pháo đài của Ukraine ở Mariupol. G7 tìm cách giúp Ukraine vượt qua mùa đông Ngoại trưởng các nước trong nhóm G7 ngày 3 tháng 11 đã nhóm họp để thảo luận về cách hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông trong bối cảnh lưới điện của nước này liên tục bị tấn công. Cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Münster phía tây nước Đức. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự đoàn kết của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Các nước châu Âu thay đổi lãnh đạo, và khả năng Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới. Các đối tác G7 sẽ cùng nhau khởi động viện trợ mùa đông cho Ukraine, Ngoại trưởng Đức Annalena Baibok phát biểu tại khai mạc hội nghị. Chúng tôi sẽ không cho phép người già, trẻ em, thanh thiếu niên, các gia đình chết vì đói hoặc lạnh trong những tháng mùa đông sắp tới do các chiến thuật của Nga, Ngoại trưởng Baibok nói thêm. Bà Baibok cho biết hơn 30% và có thể là 40% lưới điện của Ukraine đã bị phá hủy. Chúng tôi sẽ cung cấp máy sưởi, máy bơm, quần áo sinh hoạt, nhà vệ sinh di động, giường, chăn và lều. Bà Bai Bok cho biết và lưu ý rằng viện trợ mùa đông sẽ do các đối tác cờ bảy điều phối.